Rose Valerie, tớ là Sam đây, hey hey. Sammy, cậu có ở đây không? Siêu, cậu thế nào rồi? Dream là cầu vồng, Sky thì danh dương. Tớ muốn tất cả và cậu cũng vậy nữa. Tớ hiểu rồi, nhanh mở cái hộp thôi nào. Yeah baby, she's got it. Xem hôm nay văn nghệ văn gừng ghê. Cùng khám phá bộ đồ chơi ưa thích của chúng tớ, Rainbow bất ngờ cùng những búp bê hợp thời trang và những bộ quần áo có chất nhờn bên trong nhé. Bắt đầu màn đập hộp tuyệt vời này thôi. Món đồ bất ngờ đầu tiên đang chờ đợi chúng ta đây nè. Wow, nhìn này. Ôi trời, hình như tụi mình sẽ nhận được bé Rainbow Dream. Đây là túi cầu vồng đầu tiên. Hoan hô, chúng ta đã tìm bé Rainbow Dream từ khi mở món bất ngờ cầu vồng đầu tiên rồi. Đây là đôi tất cầu vồng của bé ấy. Nhìn xem phần cầu vồng đáng yêu ở đây này. Ồ, nhìn đôi tất thích thật đó. Tiếp theo là gì đây? Càng mở thì càng hồi hộp các bạn ơi. Đây rồi. Nhìn này, món bất ngờ thứ hai là một cái chai. Còn đây là một chiếc túi chói lóa. Hãy mở ra để xem bên trong có gì nha. Wow, nhìn này các bạn. Ấn chặt cái nắp lại nào. xem mấy cái hình vẽ vui tươi này nè. Chúng làm tôi nhớ tới mấy hình xăm của Amethyst Ray. Một trái anh đào mặt hờn này mọi người. Và một con kỳ lân. Tuyệt quá đi. Ta là kỳ lân cầu vồng. Ta thích bao ngô nhà chồng. Bài hát tuyệt lắm Sammy. Tớ và Sam sẽ là bạn bè không rời xa. Tiếp tục tìm nào. Wow, món đồ bất ngờ thứ ba là một cái áo khoác. Các bạn có biết áo khoác trong tiếng Ba Lan là kurtka không? Từ này nghe hay ho nên tớ mới nói đấy. Và đây là chiếc áo khoác có màu cầu vồng ở cổ tay áo và cổ áo nè. Ta sẽ cho slime vào trong để nó trông lấp lánh hơn. Các bạn có nhớ bé búp bê nào có chiếc áo khoác giống như thế này không? Pixie Rose hay Amethyst Ray nhờ? Hãy bình luận vào bên dưới nha. Và đây là món bất ngờ thứ tư. Một đôi giày. Siêu yêu dấu, mặt siêu như con gấu. Nhìn siêu tớ muốn gấu vì trông siêu chắc gấu. Hôm nay ta có hẳn cả một buổi hòa nhạc luôn. Hãy nhấn nút thích nếu các bạn nghĩ xem hài hước nhé. Này, thấy đôi giày rồi các bạn ơi. Ta-da, xem con ngôi sao bạc này vào một nửa vầng trăng này đi. Wow, đế giày cao thật á. Ta thích cái vòng dây đen này yeah. Sành điệu quá à. Xem này, đôi tất trùng mới hợp với đôi bốt làm sao. Cô bé của chúng ta sẽ tranh xả lắm đây. Sắp mở tới phần búp bê rồi. Và cô bé xinh đẹp này là ai đây? Là bé Pixie Rose chúng ta đã từng đập hộp rồi. Xin chào bé cưng. Chúng ta thậm chí còn vẽ cậu ấy nữa. Dưới phần mô tả có đường dẫn đến video đó nha mọi người. Các bạn phải xem video này đấy, xem không sai đâu. Được rồi, thứ năm là một cái túi. Đến đây nào túi ơi. Nhìn chung thì những chiếc túi trong bộ đồ chơi này đều trông giống như một cái chai hoặc một cái lon á. Nhìn xem này, lần này là một cái túi hình cầu vồng với hai đám mây. Một đang hạnh phúc và một đang tức giận. Ta đoán là sẽ có gì đó đặc biệt đang chờ bên trong cái hộp này. Và món đồ bất ngờ thứ sáu là chất nhờn ma thuật. Thực ra chúng là bột để làm chất nhờn thôi. Có đến 4 túi luôn đấy. Không biết là búp bê cầu vồng có chất nhờn ma quái màu gì nhờ. Đúng là một bí ẩn lớn đấy. Các bạn ơi, cô bé xuất hiện rồi. Tớ thích đôi hoa tai thời thượng của cái mũi cuốn con này quá à. Và như thường lệ, cô bé đã chuẩn bị một số kim tuyến và sao lấp lánh để làm cho chất nhờn của chúng ta độc đáo hơn. Một bộ sưu tập lấp la lấp lánh này. Sắp mở xong hết rồi các bạn ơi. Đây sẽ là món bất ngờ cuối cùng. Wow. Đây rồi, túi thứ 8. Và đó là một cái lược chải tóc. Thích quá đi. Và món bất ngờ cuối cùng của cái hộp là tiếng trống. Một cái lược tím hình cầu vồng. Dễ thương quá à. Cả nhà yêu của siêu ơi, cả nhà đã sẵn sàng xem bên trong hộp chưa nào? 3, 2, 1, trăm, 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 trăm. Wow!
quá đi. Hãy nhìn đôi mắt cầu vồng lấp lánh và đôi môi hồng đầy đặn của bé nè. Bèm. Xem cả mái tóc của cô bé nè, khá ga màu nổi bần bật luôn. Còn màu của váy lại khá trung tính, đen và xám. Nhưng chúng ta sẽ cho chất nhờn cầu vồng vào sớm thôi. Trên cái áo thun là hình một bé kỳ lân dễ thương. Tớ muốn có một chiếc áo như thế này. Dưới chân của Rainbow Dream các bạn có thể tìm thấy một chiếc cốc đo lường màu hồng và một cái muỗng kỳ lân vàng. Và tất nhiên là một gói bột bắt sáng được làm riêng để tỏa sáng kỳ diệu đó nha. Hãy xem thử nhờ. Tôi sẽ cho một ít lên ngón tay. Oh wow, các bạn có thể thoa bột này lên búp bê như thế này, hoặc bôi lên người. Thực ra thì bôi vào đâu cũng được hết. Các bạn có thể tổ chức một bữa tiệc lấp lánh nha. Hãy xem kỹ cô bé của chúng ta nào cả nhà. Wow, bé Rainbow Dream dễ thương của chúng ta. Oh, những lọn tóc xoăn xoăn này. Chải tóc cho bé nào. Như thế này. Tóc xoăn thì cần được chăm sóc đặc biệt để giữ nếp. Xem hình xăm trên cánh tay của bé này. Cần gấu, đám mây và quả anh đào mặt giận. Còn bên này là kỳ lân, bánh pizza và một con mèo hành tinh. Xuất sắc. Như thế này. Giữ ấm chân nha. Đôi tóc thì màu trắng, đôi mắt lại xanh dương. Cầu vồng có nhiều màu và cậu cũng vậy luôn. Được rồi cả nhà, đến lúc trộn cầu vồng bất ngờ rồi. Cho 30ml nước vào cốc và thêm bột ma thuật vào như vậy nha. Giờ thì đậy nắp lại và lắc trong 1 phút. Để yên trong 10-15 phút và cũng làm thế với các món còn lại nhé. Tới lúc xem kết quả rồi. Chất nhờn đầu tiên có màu xanh. Cái thứ hai là màu hồng. Cái thứ ba là màu tím. Còn cái thứ tư có màu đỏ tươi. Chúng ta sẽ dùng cái này trước nha. Thêm chút bột cầu vồng kỳ diệu. Ok, đừng ít quá nha. Và trộn lại thật kỹ. Cảm giác kỳ kỳ sao á. Ta-da! Chất nhờn lấp lánh đã xong. Giờ hãy cho chất nhờn vào váy để trang trí nha. Quệt chất nhờn lên bề mặt váy nào. Như thế này. Xem này, rực rỡ quá đi. Dễ thương quá. Và đừng quên áo khoác nha. Hãy cho chất nhờn lấp lánh vào đây luôn. Trải nó thật cẩn thận, đừng vội. Hãy để nó lấp lánh nha. Tới đôi giày rồi. Xem chất nhờn xanh dương hợp với chúng chưa này. Đây là bộ trang phục cầu vồng của chúng ta đã làm nè. Bước cuối cùng. Và xong. Mọi người ơi, cô bé xinh đẹp đó là ai vậy? Các bạn có thích màn đập hộp búp bê Rainbow Dream này không? Nếu có thì hãy nhấn nút thích nha. Lần sau chúng tôi sẽ đập hộp bé búp bê cuối cùng Blue Sky. Hẹn sớm gặp lại. Mình có ước mơ, mình có ước mơ. Mình chỉ muốn thấy cầu vồng lấp lánh nên thơ.